Và hậu em pha mặc đầm cắt áo nghẹt thở, môi đánh son bóng gợi cảm. Ả hậu em pha tung tung bộ hình với phong cách khác lạ khi diện đầm cắt áo hẻm hóc và layout make-up cuốn mắt. Từ khi đăng quang vị trí Á hậu 1 của cuộc thi Miss Grand International năm 2022, người đẹp Elfa Waraha vẫn luôn giữ được sút hút truyền thông vì không ngừng làm mới hình ảnh. Nàng Á hậu một ngày càng thăng hạng nhan sắc với những bộ cánh cắt áo khoe trọn đường cong cơ thể cùng các make-up look gợi cảm, hút mắt người nhìn. Đọc thêm bài viết, Elfa Waraha kể chuyện tình cảm, yêu cả hai giới, bạn trai cũ không thương.